Thưa quý khán giả, sau khi đã xác định được nguyên nhân gây sạt lở bờ sông Cổ Chiên, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa có kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện dừng các hoạt động khai thác cát tại những vị trí từ cầu Mỹ Thuận đến phà Đình Khao. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá lại quy hoạch khai thác cát trên toàn bộ sông Tiền qua tỉnh Vĩnh Long, thường xuyên đo đạc, theo dõi, đánh giá tổng thể hệ thống lồng dẫn sông Tiền và ổn định bờ sông khu vực này, đồng thời chỉ đạo quản lý các hoạt động xây dựng của người dân dọc theo bờ sông, nghiêm cấm việc gia tải, chất tải sát bờ sông do bờ sông đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Thường xuyên đối mặt với xâm nhập mặn, tỉnh Bến Tre đang tập trung đầu tư hệ thống thủy lợi ngăn mặn trữ ngọt. Tỉnh này đang nỗ lực chủ động nguồn nước từ năm 2024. Đây là cống Tân Phú nằm ở huyện Châu Thành, thuộc dự án quản lý nước Bến Tre. Hiện công trình đang được thi công khẩn trương để sớm điều tiết nước ngăn mặn cho bà con. Cống Tân Phú hiện đạt khoảng 45% khối lượng công trình. Các mũi thi công đang làm việc khẩn trương để có thể hoàn thành trong năm nay. Đây là một trong 8 cống của dự án do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Trong cái cống này nó hoàn thành sớm để đóng mặn và có nước để mình tưới tiêu trong những cái vụ này và cái vụ kế tiếp. Ở quy mô nhỏ hơn, các địa phương trong tỉnh cũng nỗ lực khép kín hệ thống cống ngăn mặn. Đơn vị thi công đang khẩn trương thi công cống Hai An. Dự kiến sau một tháng nữa, công trình hoàn thành đưa vào vận hành, phục vụ sản xuất nông nghiệp ở xã Long Thới, huyện Chợ Lách. Những năm tiếp theo mình phải xây dựng các cống lớn hơn để cho phục vụ cái quy mô diện tích có thể là một xã, hai xã để liên dùng để đảm bảo được công tác phòng chống mặn. Đến hiện tại thì mình chỉ xây dựng được cái dài ấp thôi, công trình dài ấp thôi chứ chưa được là những công trình mà quy mô liên xã. Theo cái kế hoạch đó là đầu tư 6 cái cống nữa. Thì như vậy là cái phía bên Bắc Bến Tre là đảm bảo an toàn, ngọt quá. Còn phía Nam Bến Tre thì sẽ tiếp tục đầu tư về hệ thống đê, hệ thống cống để làm sao là thực hiện cái ngọt quá của khu vực Nam Bến Tre. Hiện tỉnh Bến Tre đang đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm về thủy lợi. Tỉnh này phấn đấu đến cuối năm sau sẽ hoàn thành toàn bộ hệ thống, khép kín dòng ngăn mặn trữ ngọt nhằm ổn định đời sống người dân. Thưa quý khán giả, tính đến nay, số người thiệt mạng do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới con số hơn 28.000 người. Liên Hiệp Quốc đánh giá đây là sự kiện tồi tệ nhất trong hơn 100 năm qua tại khu vực này. Bất chấp những khó khăn, hàng ngàn người tham gia lực lượng cứu hộ cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và lẫn quốc tế vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm những người sống sót. Những phép màu vẫn đang diễn ra trong nỗ lực cứu trợ nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. Đây là người phụ nữ được cứu sống khỏi đống đổ nát sau hơn 128 giờ mắc kẹt. Còn đây là cháu bé 9 tuổi và được lực lượng cứu hộ cứu sống sau 120 giờ mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ từ khắp các nước trên thế giới vẫn đang tiếp tục gửi thêm nhân lực, phương tiện, chạy đua với thời gian để nỗ lực cứu trợ cứu nạn. Chúng tôi đang phản hồi tất cả mọi lời kêu cứu. Chúng tôi không phân biệt tôn giáo, người thiểu số hay bất kỳ ai khác. Chúng tôi giúp đỡ tất cả mọi người và sẵn sàng phản hồi mọi lời kêu cứu ở mọi nơi và mọi lúc. Những người sống sót cũng đang đối mặt với những thách thức do việc tìm nơi trú ẩn, tránh giá lạnh. Hàng ngàn ngôi lều đã được dựng lên để giúp các nạn nhân có nơi trú ẩn. Chúng tôi ở ngoài trời trong tuyết lạnh khoảng 2 ngày. Chúng tôi cố gắng giữ ấm cho con cái bằng cách đốt củi. Đôi khi chúng tôi túm tụm lại với nhau. Chúng tôi đang cố gắng bám trụ nhờ viện trợ. Chúng tôi không thể làm gì khác. Nhiều người khác không may mắn như vậy. Một số người dân địa phương chưa thể lấy được lều. Các tổ chức nhân đạo đang hy vọng xây dựng thêm hàng ngàn lều trong những ngày tới, vì nơi trú ẩn ấm áp hiện là nhu cầu số 1 đối với những người sống sót sau trận động đất. Tin mà chúng tôi vừa cập nhật, đã có 6 công dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ bị ảnh hưởng bởi động đất. Theo ghi nhận, hiện nay điều kiện tại nước này rất khó khăn và thiếu thốn. Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã liên lạc, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tài chính và vật dụng để khắc phục phần nào khó khăn trong cuộc sống. Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ duy trì 5 cán bộ, trong đó có đại sứ trực tiếp có mặt tại địa điểm xảy ra động đất để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn. Thời gian tới, Đại sứ quán hai nước sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, kịp thời tham gia cứu trợ, hỗ trợ nạn nhân của trận động đất theo khả năng và tình hình thực tế.